thạc sĩ kinh tế 44 tuổi làm phó tổng kiểm toán nhà nước. Ngày 15 tháng 6, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm phó tổng kiểm toán nhà nước. Theo nghị quyết số 796 NQ-UBT-VQH 15 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm ông Bùi Quốc Dũng, hàm vụ trưởng vụ tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ phó tổng kiểm toán nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá ông Bùi Quốc Dũng là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác và không ngừng nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Dũng là cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, nhất là kinh tế vĩ mô. Ông Bùi Quốc Dũng sinh ngày 14 tháng 12 năm 1979, trình độ chuyên môn, thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Dũng từng là trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 6 năm 2021 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023, ông Bùi Quốc Dũng giữ hàm vụ trưởng, Văn phòng Trung ương Đảng. Như vậy, hiện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước gồm Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn và 5 Phó Tổng Kiểm toán là các ông, bà Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thế Vinh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung, Bùi Quốc Dũng.